Xong rồi. Này. Này nhất ông Nhạn rồi. Chả phải là nhất muốn đi bán, bán một cây này khoảng 4. Bao tiền mà? 18 triệu. 18 2 cây à? Ôi mẹ bán thế thì chết. Bán một cây khoảng 4. Cả chơi cả còn lại. Thế mà ông không bảo cháu lại cho lấy. Cả chơi còn lại bán một cây. Hai cây 18 3 cây. Ôi giời ơi. Hai cây. Nhưng cái cây kia cái quê trên chục rồi. Đâu? Quê thế bảo ý là không có tiền. Thiếu có tiền á. Tiền không nói rồi, nhưng cái con quê đã cũng có tiền rồi. Quê về đấy nhá. 20 triệu 3 cây, ông này bớ quá, nào chắc chắc từ sáng là ra người đông đông người ra là khó thành, không phải dắt đi ngay. Bán đi là thấy vui là được, bán đi thấy tiếc thì mệt lắm. Đấy. Đấy, bây giờ cái này phải quắt hơn 10 triệu. Vâng, cái này bây giờ 10 triệu. 10 triệu, xanh Nam Điền, Phú Lùn. Đấy. Để này giữa này được rồi. Để giữa thế được rồi để còn. Thế mà ông không 20 triệu. Vừa nãy không dám phá ông ấy, không có cháu bây giờ, lấy. Về nhà ông ấy bây giờ ông nào cứ vào ông móc đi. Rồi. Móc mấy ông này thôi. Không. Hãy đợi đấy. Xem hãy đợi đấy chưa? Đội rình rình cái cây nhưng mà ông mua cây ông chăm sóc ông ấy khôn các bác ạ, ông đấy biết là sẽ có người ra thích cho nên là ông ấy rất rất chủ cây đi uống nước riêng rồi, coi như là đánh dấu lãnh thổ giữ cây à. Nên là không ai đến lượt nữa đấy, mua cây là phải thế, đã kết là chỗ ông Nhạn ông đi chăm sóc được bao nhiêu lên được bao nhiêu. À, hôm kia thôi em mà biết ông ấy em có sức khỏe, ông kia ông chăm sóc sáng rồi nếu đi giò phò thì nó thò ông đập vào mặt thôi thì là bán được. Đấy con này hay ấy chứ, đúng thì cây mua. Ê, anh Dũng à? Tiền hay sao nhỉ, anh quê lá nhựa ấy. Nhìn như điền nhỉ, quê lá nhựa đẹp đấy. Bao tiền đấy anh? 1,5 triệu đấy. 1,5 triệu đấy, tiền chết tốt quá đẹp. Đồng dưới nghệ thuật đấy, cắt dập tiếp phải hết ra rồi tiền hả phải hết ra. Không, với những người khác là vẫn còn giờ. À thế à? À thế à? Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ còn giờ. À cái này hết giờ rồi thì để biết. Anh hết giờ. Lê Minh Tuấn. Ơ à, vừa thấy một ông nào xách cái cây nhót này mà lại thế đây nhỉ? Ông Quy. Ông vừa để cho ông ấy nhưng mà chưa được giá. Thế ông đã xách đàn kia rồi. Ông có hồn như của ông ý. Ở đấy 500, ông cũng phải để thu 300. Và 300 cũng không phải ra cho mua. Cứ bình tĩnh đi. Và 300 ông ra ông làm cân nhót quả về ông ăn. Đấy. 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 Mặt này đẹp đấy nhỉ. Rừng này đẹp. Đấy. Cho lên những cái chậu Nhật mà nhỏ này, Nhật nó hay làm cái nhỏ này rất là đẹp. Mình cho lên nó nổi lắm, nó nổi lắm. Xì này nó dễ sống mà. Cho lên nó lại buông dễ xuống thì thôi rồi. Tết nhất thì chả có cây đâu các bác. Đấy, nót 500.
100% thôi, mà 100%. Kiểu như hàng bãi. Ra xem phê ông thức đi. Nhiều hoa thế. Đấy. Dây tím là gì là hôm nay mới hôm nay nhiều hoa thế nhỉ? Miền Bắc. Nhiều hoa dã man. Đấy này chơi hoa hay chứ Tết nhất. Đây, đủ đấy. Tết nhất mà ra hoa đẹp quá nhỉ. Đúng dịp Tết. Bao tiền này anh? 4 triệu dưới 6 triệu dưới 6 triệu dưới đấy, chơi đẹp hơn cả đào. 6 triệu dưới đấy. Mâm hoa dăm một thất vật. Đấy. Rồi rồi, dưới dăm một thất vật. Xuống đây vẫn còn có hoa. Đấy. Tối mẹ. Đấy. Có đẹp. Hoa này. Hôm nay chơi xong Tết. Ôi, năm nay đỡ phải mua đào rồi. Đấy. Bất chấp hết các loại hoa luôn. Chấp hết các loại hoa. Đẹp quá. Đấy, rực rỡ hả? Đấy, đẹp đấy. Si, đây không phải Nhật, đây si xịn. Si búp đỏ. Si ôm đá đẹp quá nhỉ? Si này búp đỏ mà anh. Ôm đá đẹp quá. Rất là bé, si tai chuột đấy. Đấy, ôm hòn đá rất là đẹp. Rất là đẹp mà. Ôi rồi anh ơi, em bảo lãnh cho anh luôn. Em anh cứ mua xong em bảo lãnh cho anh để anh cứ bảo. Đây xung. Chia xem một chút tôi bán cây gì. Nhưng mà nhiều người xem thế. Cái gì không? Sữa bò. Hả? Sữa bò. À, cái vú sữa thế. Vú sữa, vú sữa. À, cần vú bò nhỉ? Vú bò. Vú bò. Vú bò. Quả như cái vú bò mà. Lại tưởng cái suối, nhìn xa tưởng cái suối. Cái tông màu của bố mình nhỉ? Đấy. Cây này bao nhiêu đây ông? Hả? Cây này bao nhiêu đây ông? 15 triệu. 15 à? Bố bò. Đấy, chân chiếc dáng chiếc như suối. Đấy, quả đây. Quả như cái bố bò đúng phú là. Lạ. Dành cho những người chơi cây lạ. Lạ cây, hiếm cây. Hiếm. Tìm cái xanh dễ, tìm một cái bú bò mà nó khó. Đấy. Nhưng mà phải là đẹp. Nhưng độc lạ. Mà cái lá trong này rất đẹp. Lá quả rất đẹp. Lá đẹp. Đỏ đỏ. Quả quanh năm. Đấy. Đấy. Cái bú bò kiếm cái thân khoát này ít đấy. Ông nhỉ? Ít mà. Ít. Ăn chục. Đấy, lại có cả cái tử rất hợp lý rồi. Cây này cao độ khoảng 1 mét. Đấy.
Đấy, ông lại phải làm một cái bài thơ như này. Đúng không ạ? Cái này đang trống. Làm bài thơ ở đấy à? Vâng. Cái này nó nổi. Đấy không ạ? Thơ mình sẵn mà. Thơ mình sẵn. Cũng yêu đấy. Dạ. Vâng. Quả đấy. Đoạn nào có quả thế đây. Dành những người sưu tầm những đồ lạ. Dân chơi lạ mới hiểu. Dân chơi ông ơi, ông thế này ông cho đi chơi mỗi người nhà người ta thích thú lạ đẹp. Cứ ngắm những cái cây xanh tiền trăm tiền tỷ đó ông chán rồi. Chưa chắc ngắm cây nhiều tiền mà đã là đẹp đâu. Ít tiền nhưng mà đẹp à. Đấy, chân bệ rất đầy đủ, rất là đẹp. Cái tùng này cũng đẹp. Nhưng mà Tết mà mấy anh em bố ra đi chơi. Nhưng mà Tết thì ra có thằng cả ông rút được ông ra. Tùng này cũng đẹp. Có gì đấy lại ngon. Có gì ông đi ra người khác. Đó. Anh em đi còn nhiều. Đúng rồi à. Đây cái tùng này cũng được. Chả biết của ông nào ông vừa trở lên mà đi đâu hết rồi. Tùng cối và tùng la hán. Xem giữa đào quất. Dọc hai bên đường. Đấy, đào rừng kìa. Đẹp quá. Quả này. Đấy. Rất nhiều. Chúc mừng ông, có cây đẹp quá.